mẫu xe đời cao số tự động mà giá chỉ với hơn 200 triệu đồng. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe Chevrolet Aveo sản xuất 2017 mang phiên bản số tự động khối động cơ 1.4 mang biển kiểm soát Hà Nội 30E 95372, một mẫu xe tư nhân chính chủ biển Hà Nội, một mẫu xe Chevrolet Aveo hiện đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng Đoàn Nghị bên em. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe Chevrolet Aveo mang thương hiệu của nước Mỹ mang phiên bản số tự động này, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bạn nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe bản sedan hai đầu, đăng ký 5 chỗ ngồi, biển kiểm soát Hà Nội. Vậy thì bác nào mà Hà Nội, Sài Gòn đúng chân cái mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bác nhé. Sơn xi màu đỏ rất là đẹp luôn. Đấy, một mẫu xe Chevrolet Aveo 2017 số tự động, động cơ 1.4 đời 2017 mà giá chỉ có hơn 200 triệu đồng. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này cứ alo cho em Nghị hoặc đến trực tiếp bãi xe của em, có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương mà thành phố Hải Phòng, nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Linh. Một mẫu xe phải nói là rất là đẹp luôn, keo chỉ zin, máy zin, động cơ chỉ với 1.4. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe lại ăn tầm khoảng 6 lít đến 7 lít xăng trên 100 cây số, chở được 5 người. Form dáng thì rất là ok, rất là đẹp. Lốp dép thì rất là dày dặn, la răng đúc 4 bánh các bạn ạ. Lốp dép của xe các bác nhá, rất là dày dặn luôn. Tất cả những cái phần hệ thống cua lốp này, không hề mục mọt các bác nhá. Tay lắm mở cửa đã được bóp bi lông mạ chrome rồi. Phần nội thất của xe, nội thất này của em nó này rất là đẹp các bác nhá, rất là tươi luôn. Nội thất thì ghế da của nó vẫn là ghế da xịn này, rất là đẹp luôn. Chân của nó là chân chân nỉ các bác nhá, chân nỉ này. Bên trong là chân nỉ, bên ngoài thì đã được mọc một lớp bi lông bảo vệ rồi. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Phần bệ bậc lên xuống này. Phần táp ly cánh cửa này, táp ly của cánh cửa của đằng sau bên lái các bác nhá, led thì là lột xô ly luôn các bác nhá, lớp lỉ vẫn còn nguyên zin luôn. Hệ thống chốt khóa trẻ em này, những cái phần keo chỉ của xe này các bác này, keo chỉ zin đều tắp tắp luôn. Một mẫu xe tư nhân chính chủ, gia đình chủ dùng. Hệ thống cột kèo và đinh tán của xe, cột kèo đầu đít zin, vâng, cột kèo đầu đít zin có anh em, máy số zin luôn. Mà giá tiền chỉ có 256 triệu đồng. Quý vị và các bạn đã sở hữu một mẫu xe Chevrolet Aveo đời 2017 luôn. Đây là phần hàng ghế đằng trước các bác nhé. Trang bị túi hai túi khí an toàn, một cho người lái với một người ngồi bên phụ này. Túi khí đầy đủ rồi. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cho mẫu xe Chevrolet Aveo sản xuất 2017 đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng Đoàn Nghị bên em, hãy cứ nhấc máy lên liên hệ trực tiếp cho em các bác nhé. Phần keo chỉ của xe, keo chỉ của nó này, keo chỉ zin đều to tắp luôn. Tất cả những cái phần khung cánh cửa các bác nhé, không hề có một chút mục mọt nào luôn. Chân phanh, chân ga các bác này. Hệ thống thông số kỹ thuật này. Những cái phần ốc ác bản nề cánh cửa này. Chưa hề động đến ca lê mỏ lết các bác nhá. Xe bao zin cả xe cho quý vị và các bạn. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này cứ alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Sau đây em sẽ đi sâu ở bên trong nội thất cho các bác xem và tham khảo cái mẫu xe Chevrolet Aveo. Hệ thống bô lăng của em nó này, bô lăng của nó là bô lăng 4 chấu rất là đẹp luôn. Rất là đẹp các bác nhá. Sau đây em sẽ lổ máy lên các bác nhá. Máy thì búng nhẹ cái lỗ ngay các bác này, mặt đồng hồ các bác nhá. Hệ thống xi nhan báo rẽ này. Hoạt động rất là trơn tru, phun nước và gạt mưa ok luôn. Hoạt động rất là trơn tru ok rồi các bác nhá. Hệ thống phần kính nick lên xuống các bác này. Hệ thống những cái phần nhựa ốp cột các bác nhé, các bác xem phần nhựa ốp cột này khít khít luôn. Đây là dây cam này,
dây cam nùi các bác nhá, dây cam nùi này, hệ thống chắn nắng này, mở ra thì có cả gương trang điểm này, phần hệ thống gương chiếu hậu các bác nhá, đấy, phần đèn chân này, đó, rất là ok. Sau đây em sẽ cài số lùi xem là con này màn hình này, cam lùi các bác này. Đấy, màn hình camera lùi đầy đủ các bác nhá, led như là Sony luôn. Đấy, màn hình camera lùi đầy đủ, vâng, hệ thống phím còi các bác này. Đấy, rất là ok. Đấy, phần hệ thống tablo của xe, đó, tablo của xe các bác nhá, trang bị cảm biến biến lùi, cảm biến va chạm đầy đủ luôn. Đấy, tất cả những cái nút điều hòa này, hệ thống quả số này, phanh tay các bác này, đó, gương kính chỉnh điện này, đó, đây các bác xem này, gương kính chỉnh điện các bác nhé. Đó, hoạt động rất là ok. Và sau đây em sẽ đi vào phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy cho các bác xem và tham khảo cái mẫu xe chuyên về đất Avell, sản xuất 2017, số tự động, động cơ 1.4, máy xăng, xe tư nhân chính chủ sử dụng, không khoan đục, không đổi màu, không taxi, không dịch vụ, keo chỉ zin và máy số zin luôn. Đấy, sau đây em sẽ đi vào phần tổng quan của động cơ khoang máy cho các bác xem và tham khảo cái mẫu xe đời cao mà giá chỉ có hơn 200 triệu đồng các bác nhé, 256 triệu đồng. Quý vị và các bạn đã sở hữu một mẫu xe bản sedan hay đâu, số tự động, đời cao mà giá thì rất là rẻ luôn, cửa lẻo thì rất là chắc chắn, lốp dép thì rất là dày dặn các bác này, lốp dép của em nó rất là dày dặn luôn các bác nhé. Vâng, đây là phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy của chiếc Chevrolet Avell 2017 mà phiên bản số tự động với động cơ 1.4. Đấy, máy móc này lổ rất là êm, máy thì phô đó chặt chẽ này các bác nhá. Đấy, máy của nó đây, phần ốc chân máy này, đấy, sáng quắc cục quặc luôn các bác nhá, máy zin luôn. Đấy, tất cả phần hệ thống ủ giảm sóc này, đấy, hệ thống tem mát này, đấy, tinh tán răng chặt các bác nhá. Đấy, những cái phần đinh tán đang dần của xe này, đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, ốc ác vẫn còn sơn chấm bảy màu luôn các bác nhé. Răng của nó đây, răng của nó nguyên tai nguyên kiện luôn. Đấy, mỏ tang không hề có một chút bột bả nào các bác nhé, không hề có một chút bột bả đâu luôn. Cam kết các bác là zin cả xe. Đấy, một mẫu xe tư nhân chính chủ, vâng, một mẫu xe chuyên về Avell. Đấy, những con ốc ác bản nè này, đấy, ốc ác bản nè lắp cabo chưa hề động đến ta lên một lết luôn. Đấy, một mẫu xe phải nói là rất là đẹp luôn. Đấy, một mẫu xe Chevrolet Avell 2017, đời 2017 mà giá chỉ có hơn 200 triệu đồng, mà lại là số tự động các bác nhá. Đấy, màu đỏ thì rất là đẹp luôn, rất là đáng yêu. Ai yêu màu đỏ thì cứ alo trực tiếp cho em. Đấy, tất cả những cái các lỗ của xe không hề có một chút móp méo nào luôn, không hề móp méo các bác nhá. Đấy, các bác xem và cảm nhận này. Đấy, zin toàn tập luôn. Đấy, cabo mỏng tang luôn các bác nhé, cabo mỏng tang luôn. Ốc ác thì đây các bác xem này, đấy, zin nguyên bản luôn, chưa hề đập với kale mà lết. Máy móc thì lổ rất là êm, máy lổ thì không hề có tiếng động nạ chi các bác nhé. Đấy, không hề có tiếng động nạ chi. Đấy, các bác mua về thì sử dụng con này thì rất là yên tâm. Đấy, các bác xem phần ốc ác này, đấy, sáng quắc quắc luôn các bác nhé. Đấy, các bác xem này, hệ thống có cả cụ chi ABS này, cụ chi ABS chống trơn chống trượt và chống bó cũng các bác nhé. Mẫu xe Chevrolet Avell 2017 biển kiểm soát Hà Nội. Đấy, vậy thì bác nào mà Hà Nội Sài Gòn đúng chân cái mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bác nhé. Đấy, được vào biển thành phố thì mất khoảng 20 triệu. Vâng, đây là phần hệ thống táp ly cánh cửa các bác này, táp ly của cánh cửa của đằng trước bên phụ các bác nhé. Đấy, các bác xem phần táp ly cánh cửa lét như là Sony luôn. Đấy, những cái phần khung cánh cửa keo chỉ này, đấy, keo chỉ của nó keo chỉ zin các bác nhé, khung cánh cửa thì không hề có một chút mục mọt nào luôn. Đấy, không hề mục mọt các bác nhé. Ốc ác này, còn ốc ác này các bác này, đấy, vẫn còn sơn chấm bảy màu luôn.
zin toàn tập. Đấy, nội thất thì rất là tươi. Đấy, nội thất của em nó tươi không cần phải tưới luôn các bác nhá. Đấy, số tự động đời cao mà giá thì rất là rẻ. Đấy, những con ốc ác bản đề này. Phần hệ thống cột kèo của xe. Đấy, phần cột kèo, máy số zin, keo chỉ zin. Đấy, la răng đúc 4 bánh. Túi khí cũng như ABS, chống trơn, chống trượt và chống bó cứng. Mẫu xe chuyển máy Lavell tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Tất cả những phần cột kèo của xe. Phần táp ly cánh cửa các bác này. Đó, táp ly cánh cửa các bác nhé. Bệ bậc lên xuống đây. Đấy, tất cả phần cột kèo khung cánh cửa. Đấy, phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Và giá thì thật rẻ các bác nhé. Đấy, giá chỉ có 256 triệu đồng. Đấy, tất cả những phần vô lốp, phần lốp dép các bác này. Đó, không hề có một chút mục mọt nào các bác nhé. Đấy, bao zin cả xe cho các bác luôn. Sau đây em sẽ tiến vào phần hệ thống cốp sau xe cho các bác xem các bác nhé. Vâng, đây là phần hệ thống cốp sau xe các bác này. Bản sedan hai đầu thì cốp của em nó thì rất là rộng rãi luôn. Đấy, những cái đinh tán răng giật các bác này. Máng nước các bác nhé. Đấy, đây, hai bên đều tắp tắp luôn. Nguyên đai nguyên kiện theo nhà máy sản xuất các bác nhé. Hệ thống tổng quan của lắp cốp này. Đấy, các lỗ thì vuông đét đẹp luôn các bác nhé. Không có một chút móp méo nào luôn. Đấy, sơn của nó vẫn là sơn zin các bác này. Lớp lỉ nguyên đai nguyên kiện luôn. Sau đây là phần phần của lốp số cua này. Đấy, sàn của nó này. Đấy, sàn xe các bác nhé. Không có hề một chút mục mọt nào luôn. Đấy, phải nói là zin toàn tập luôn các bác nhé. Sau đây em sẽ tiến vào phần gầm của xe cho các bác xem và tham khảo cái mẫu xe bản sedan hai đầu. Mẫu xe số tự động đời 2017 và giá tiền chỉ có 256 triệu đồng. Bên em còn có bao hồ sơ, bao rút hồ sơ gốc cho các bác, cũng như có cả vận chuyển luôn. Đấy, miễn phí tiền ship cho quý khách hàng. Vậy thì quý khách hàng nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe Trend và Lavell sản xuất 2017 số tự động, động cơ 1.4, một mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng này, cứ nhấc máy lên alo cho em nghe theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bạn nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em một cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video lần sau.